Tại sao trên đầu Chúa Giêsu, Đức Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn có vầng hào quang phát ra cùng một ánh sáng? Giáo sư vật lý lượng tử Konstantin Korotkov của Đại học Kỹ thuật Quốc gia Ukraine, Học viện Bách khoa Kiev vô tình bị gãy chân. Ông đã nằm trong bệnh viện nhiều tháng. Khi ông nằm trên giường bệnh, ông đã suy nghĩ cả ngày về một câu hỏi: tại sao trên đầu Chúa Giêsu có một vầng hào quang? Tại sao các bức tượng Phật ở Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Mỹ cũng có một vầng hào quang như vậy? Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có huyền cơ nào trong đó? Trân Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Kính thưa quý vị, không hẹn mà tất cả các bức tượng Phật, thần thánh trên toàn thế giới đều có một vầng hào quang. Họ phát ánh quang huy rực rỡ và đẹp đẽ. Liệu điều này có phải là truyền thuyết hay nó thật sự tồn tại dưới dạng vật chất mà con người có thể chứng minh được bằng vật lý học? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thứ ánh sáng thần bí này. Hiện tượng hào quang vốn dĩ là điều trong thế giới tu hành huyền bí. Tại sao một giáo sư vật lý lượng tử lại quan tâm đến điều này? Hóa ra ông ấy đã từng đọc một bài báo cáo của kỹ sư điện người Nga Semyon Kulian về hiện tượng phát sáng trên thân thể người. Năm 1939, kỹ sư điện người Nga Semyon Kulian vô tình phát hiện được hiện tượng phát sáng khi đưa một điện cực có điện áp cao và tần số cao vào gần da của một bệnh nhân. Kulian sau đó đã phát minh ra kỹ thuật chụp ảnh hào quang của một vật thể bằng cách đặt vật thể trên một đĩa kim loại có phủ tấm phim chụp ảnh, rồi truyền dòng điện để tích điện cho chiếc đĩa. Vật thể khi đó sẽ nhiễm điện tạm thời và phóng điện đi xuyên qua tấm phim chụp ảnh làm thay đổi tấm phim này. Khi tấm phim được rửa, nó sẽ hiện hình ảnh vật thể với một trường nhiều màu sắc xung quanh, được gọi là hào quang. Điều này không giống với hình ảnh khi chụp X-quang thông thường. Khi chụp X-quang, bạn sẽ chỉ thấy xương trắng, còn khi chụp ảnh bằng phương pháp của Kulian sẽ có những vòng sáng xung quanh vật thể hoặc người được chụp. Nếu bạn đặt bất kỳ một vật gì có tính dẫn điện, ví dụ như cơ thể con người lên mặt phẳng có tính cách nhiệt như thủy tinh, sau đó dẫn điện áp cao và tần suất cao cho miếng cách nhiệt, thì có thể chụp được hình ảnh vòng sáng quanh vật thể khi nó phóng điện. Sau nhiều năm nghiên cứu, Kulian còn phát hiện trạng thái vầng hào quang còn phản ánh trạng thái sức khỏe của con người. Ít hào quang phát ra thì có nghĩa là cơ thể không khỏe mạnh, có thể bị ốm hoặc mắc bệnh. Tuy nhiên, trong hơn 20 năm, cộng đồng khoa học chính thống của Liên Xô hoàn toàn không coi trọng nghiên cứu của Kulian. Họ nghĩ rằng điều này làm sao có thể, chỉ với vài vầng hào quang, họ không hiểu nó là cái gì, làm sao có thể đánh giá bệnh tật của một người. Điều này thật là vô nghĩa. Vào năm 1964, Kulian đã xuất bản báo cáo đầu tiên về hiện tượng hào quang. Điều này càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học. Trong báo cáo, ông đã giải thích một cách chi tiết và khoa học về sự hiện diện của vầng hào quang xung quanh cơ thể con người. Ông giải thích rằng, vầng hào quang này không chỉ phản ánh sức khỏe của một người mà còn phản ánh tính cách, tâm trạng phức tạp của người đó. Sau đó, báo cáo này được đưa tin trên báo. Chụp ảnh điện từ sinh học này đã trở nên nổi tiếng. Phương pháp chụp ảnh của ông đã được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và không gian. Phương pháp này được nhiều nhà khoa học phương Tây công nhận, trong đó có giáo sư lượng tử Konstantin Korotkov của Đại học Kỹ thuật Quốc gia Ukraine. Sau khi nghe về hiệu ứng chụp ảnh hào quang, Korotkov đã bị cuốn hút bởi phương pháp này, bởi vì ông ấy đang suy nghĩ: ánh sáng của cơ thể con người liệu có liên quan đến ánh hào quang của các vị thần trong truyền thuyết hay không? Một mặt khác, hiệu ứng ban đầu được phát minh bởi Kulian, nhưng cơ chế chụp ảnh này có lúc hoạt động, có lúc lại không hoạt động. Không nhất định bạn chụp được chính xác vầng hào quang trong thời điểm khác nhau. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của một bức ảnh, ví như loại phim, điện áp, dây dẫn điện tốt, thời gian phơi sáng, độ ẩm không khí hay thậm chí là thứ tự chụp ảnh. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ không chụp ra được bức ảnh nào. Cho nên, các nhà vật lý lượng tử như Korotkov đã quyết định cần phát minh ra một máy chụp ảnh hào quang ổn định hơn, mà không bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Korotkov đã mất vài tháng nghiên cứu mới phát triển thành công hệ thống thu nhận và vẽ hình ảnh hào quang cơ thể người có tên là GDV, Gas Discharge Visualization. Sau khi cải tiến, máy chụp hào quang ổn định và chính xác hơn, có thể giúp con người khám bệnh bằng cách nhìn vào các vòng hào quang.
Kuroskov tiếp tục nghiên cứu và đưa ra 5 bài báo cáo và 5 trường hợp chụp ảnh hào quang của 5 người. Điều quan trọng là ông đã thuyết phục thành công Bộ Y tế Liên Xô đến theo dõi thí nghiệm của ông. Kết quả, năm 1978, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô thật sự đã công nhận và ủng hộ phát minh này. Sau đó, Kuroskov làm các nghiên cứu sâu hơn và ông nhận ra, hóa ra xung quanh tất cả mọi người đều có một vầng ánh sáng riêng, không ai giống ai. Nó được gọi là ánh sáng của con người. Họ còn phát hiện thứ ánh sáng này không chỉ đánh giá cơ thể con người khỏe mạnh hay không, mà còn có thể biết được tính cách, cảm xúc của người đó ra sao thông qua màu sắc của ánh sáng. Ví như, khi một người bình tĩnh, cơ thể phát ra ánh sáng xanh nhạt. Khi một người tức giận, cơ thể phát ra ánh sáng màu cam. Và khi người ta sợ hãi, cơ thể sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ. Còn khi một người nói dối, ánh sáng sẽ có màu hỗn độn. Nếu một người mắc bệnh, ánh sáng thân thể sẽ dần mất đi. Còn nếu ánh sáng mất hẳn thì người này đã bị bệnh rất nặng. Thú vị hơn, người ta còn phát hiện khi một cặp đôi yêu nhau, ánh sáng sẽ trở nên sáng hơn và nó có màu hồng. Khi hai người nắm tay, hào quang của họ đan xen vào nhau. Thế nhưng ngược lại, đối với những người không có kết nối về cảm xúc, hai người không quen biết nhau thì sẽ có một khoảng trống giữa các hào quang của họ. Vì vậy, tình yêu thật sự có thể phát ánh sáng khiến thế giới trở nên đẹp đẽ và tươi sáng hơn. Ngoài hai nhà khoa học phương Tây kể trên, ở phương Đông cũng có một nhóm các vị giáo sư nghiên cứu vấn đề này. Đứng đầu là giáo sư Trương Học Quân của Đại học An Huy. Ông cùng một nhóm các giáo sư khác nghiên cứu sâu về sự phát sáng của cơ thể người. Và thật thú vị, sau nhiều năm nghiên cứu, họ đã phát hiện, hóa ra cơ thể con người vốn có các nguồn phát sáng, đó là các huyệt vị. Kinh lạc chạy khắp cơ thể, có 741 huyệt vị như vậy, nhưng trong đó có 7 huyệt vị quan trọng, chạy thẳng dọc thân thể từ đỉnh đầu xuống đến đan điền. Hóa ra cổ nhân đã phát hiện ra điều này từ rất lâu. 7 huyệt vị quan trọng này nếu được đả khai, thì thứ ánh sáng phát ra trên thân thể sẽ không còn là ánh sáng của thân thể người, mà là hào quang của thần linh. Để đả khai các huyệt vị trong thân thể, người ta phải ngồi thiền và tu hành mới có thể đạt được. Hơn nữa, thứ ánh sáng này không cần dùng đến máy chụp. Bằng mắt thường, người ta cũng có thể quan sát thấy. Điều này chứng minh rằng, thứ ánh sáng này là quang diệm vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra còn một điểm thú vị khác. Trong kinh điển Phật giáo cũng có ghi chép. Toàn bộ thân thể con người chúng ta có thể sinh ra ánh sáng trên khắp cơ thể. Thật ra, Đức Phật không chỉ phát hào quang trên đỉnh đầu, mà toàn bộ thân thể của Ngài đều phát hào quang. Ánh sáng trên thân thể của Ngài có thể chiếu sáng khắp mọi nơi. Thực tế khi Đức Phật phổ độ chúng sinh, trong thời gian đó, thân thể Ngài không phát sáng. Chỉ đến khi Niết Bàn, hào quang mới phát sáng cho con người nhìn thấy bằng mắt thường. Hào quang của Ngài chiếu rọi khắp Tam Thiên, Đại Thiên thế giới. Ánh sáng của Ngài chiếu đến đâu, tất cả chúng sinh đều được nhận phúc ân và trí huệ của Ngài. Đức Phật từng nói, mọi sinh mệnh đều có Phật tính, chỉ là nhận thức và tâm linh của chúng ta chưa đạt đến đó, nên con người sẽ không có hào quang như vậy. Chỉ cần con người tu hành và thiền định, buông bỏ mọi nhân tâm cũng như thất tình lục dục, thì trái tim và tâm hồn mới có thể gột sạch, thay vào đó là từ bi và trí huệ. Nếu có thể làm được, thì ánh sáng con người sẽ được chuyển thành hào quang của thần. Không chỉ trong trường phái Phật gia, mà ở trường phái đạo giáo cũng có cách giúp con người có thể khôi phục ánh sáng hào quang của thân thể. Đạo gia giảng, chỉ cần bạn phản bổn quy chân, thì con người có thể sống lâu, thậm chí là trường sinh bất lão. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khám phá của TCT. Quý vị có suy ngẫm gì về chủ đề trên, xin hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề khám phá tiếp theo.